ngày 26 tháng 10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07, Bộ Công an, làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư, nhà trọ trên địa bàn quận Tân Bình. Tại tòa nhà căn hộ dạng nhà chung cư đường Nguyễn Đức Thuận, phường 13, gồm 4 tầng và 1 trệt, có diện tích gần 5.000m2. Mỗi tầng có hàng chục phòng với hàng trăm người dân cư trú. Kiểm tra lối thoát hiểm, đường dây điện. Ở tầng 1, đoàn công tác ghi nhận cầu thang bộ chưa kín, đồng thời bố trí phân tán chưa đảm bảo khoảng cách. Kiểm tra công trình nhà ngăn phòng cho thuê gồm 7 tầng và 1 trệt ở đường Phạm Văn Bạch, phường 15. Trước đây, nhà này có 320 người thuê để ở. Quá trình này, cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm trong phòng cháy chữa cháy nên đình chỉ hoạt động vào tháng 1 năm 2023. Sau đó, chủ cơ sở xin khắc phục các lỗi vi phạm để tiếp tục hoạt động. Đến nay, trong cơ sở vẫn còn khoảng 200 người chưa rời đi và phía chủ vẫn đang sửa chữa. Kiểm tra thực tế, hiện công trình không có lối thoát hiểm thứ hai và bên ngoài. Chưa có cửa ngăn buồng thang có giới hạn chịu lửa. Cầu thang bộ tại công trình bố trí phân tán chưa đảm bảo khoảng cách. Bồn nước tầng thượng không đạt yêu cầu. Không có máy bơm nước để xử lý khi có sự cố cháy. Đoàn công tác cho biết, cơ sở này từ nhà riêng lẻ chuyển đổi công năng sang hoạt động kinh doanh, cho thuê văn phòng và phòng cho thuê, nhà hỗn hợp. Đoàn công tác cũng tới kiểm tra mô hình cho thuê hộp ngủ Song Hưng ở đường Cộng Hòa, phường 13. Căn nhà này xây 6 tầng, một trệt với gần 70 hộp ngủ. Mỗi hộp ngủ được thiết kế bằng gỗ và nhôm, xếp chồng lên nhau, vừa đủ để trải nệm, máy quạt, kệ sách vở và chỉ đủ để một người thuê, sử dụng vào mục đích ngủ. Giá thuê từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng một hộp ngủ. Qua ghi nhận, phần lớn khách thuê là sinh viên, người lao động. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện nhiều sai phạm như không có lối thoát hiểm cầu thang và bên ngoài, khu vực để xe vi phạm tiêu chuẩn, không trang bị bình chữa cháy ở các phòng. Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục C07 cho biết cơ sở này sai mục đích, sai công năng, sau đó yêu cầu chủ cơ sở trả lại hiện trạng ban đầu khi được cơ quan chức năng cấp phép và khắc phục các lỗi đã nêu.